đấy, ê, muốn tặng ai rồi, tặng đi, tôi quay trông rồi, tôi quay trông rồi, không? Đấy rồi, sướng nhá. Cô làm gì? Cô làm gì? Sao đấy? Bình tĩnh. Mày là ai không? Bình tĩnh này, thằng này mày quốc ta chồng con ở đây à? Ô chị ơi, chị ơi, chị à? Hả? Tóc gì ở đây? Anh em sao không ạ? Đồng nghiệp của anh thôi. Đồng nghiệp gì? Đồng nghiệp của anh. Có gì đâu mà trọng quá anh. Ôi em ơi. Hả? Em ơi. Cái này. Mày suốt ngày đi nhá, con tái thì để ở nhà nhá. Tao phải nuôi nhá. Mày chứ hát gốc chết ở đây không? Mày gốc được bao nhiêu lần rồi? Mày thích gốc con này không? Tao gốc luôn. Ôi ông ơi. Ông giải thích cho vợ vợ ông cái. Tự nhiên lao vào đánh con người ta là sao đây? Mày giải thích đi. Con này con nào? Thì bạn đồng nghiệp của anh thôi. Đồng nghiệp là tặng hoa như này. Ngày hôm nay là ngày gì mà tặng hoa cho nó? Hôm nay quá nhiều pha tặng hoa cho anh mà. Em không biết hỏi với chị. Chị chỉ nhờ chụp ảnh em, chụp ảnh em thôi. Chụp ảnh với mày. Chị không có gì cả. Mày này là gì? Mày là cái gì mà chồng tao phải chụp ảnh với mày? Chúng mày chỉ biết là chị hỏi với chị. Mày tập hồ với nhau, chứ tập tỉnh với nhau, chứ cái đéo gì mà chụp ảnh với nhau không? Em với cả chồng chị. Trai gái. Em với chồng chị không quen nhau. Không quen nhau chụp ảnh đâu. Chị ơi, chị. Đồng nghiệp thôi. Gì đâu. Đồng nghiệp sốc. Đây này, bạn của... Đéo mà thích tôi cái. Tôi mệt mỏi, cô vợ tôi quá rồi. Này, em nói chị này, bọn em đang đi lên trên này, bọn em ăn rồi. Tự nhiên đấy, anh bảo là ê, idol của em vào đây cho anh chụp nhờ bức ảnh. Chụp, đang chụp thì anh ấy tặng hoa. Chứ bọn em biết này. Chú mày có dám thề với tao không? Hả? Hay là bọn mày bên nhau? Chị muốn thề cái gì, em thề với chị luôn này. Nó bồ bịch với nhau đúng không? Bồ bịch cái gì? Chúng mày che giấu với nhau đúng không? Phản cứng này xinh đẹp hơn đây. Đây nhá, em không phải là bạn chị, em không phải bạn.